quá kinh khủng. Một loại ong rất là nguy hiểm. Đây là 6 tỷ sáng nay rửa ly rửa chén thì mấy hôm rồi mấy cái loại ong này nó bay vào nhà, không biết nó là loại ong dữ, nhưng có một số các anh chị kiện tướng đến chơi, đó là loại ong này rất là độc, chích một cái là phải nhập viện ngay, nếu mà sức khỏe yếu á là sốt và có thể là đột tử, nhất là những cái vùng mà ở quê có những bãi đất trống như vậy nè, và khi trời mưa thì nó thường là có nó hai loại, một loại ong vò vẽ, một loại ong đất. Mà người xưa những cái người làm nông nghiệp á là khi mà họ ra đồng vào cái mùa nắng hạn hán thì đến khi trời mưa họ ra cuốc đất để trồng trọt, thì loại ong này nè nó ở dưới đất nó chui lên, nó có thể nó một tổ như cái thúng luôn, nó có cái tổ nó to cả mét vuông luôn, nó to hơn cái bộ bàn cờ này luôn, và nó sâu, nó trong lòng đất đào xuống khoảng 1 mét, nó một cái ổ, nó giống như là một cái động của nó đó. Thì nó có một loại là to hơn, ong này là ong vỏ vẽ, mà loại kia là ong đất to hơn con này. Thì những người người ta bắt về người ta đi ngâm rượu, họ đi bán cho những người mà họ thích uống rượu côn trùng á, những cái loại rượu mật ong, thì họ bảo nó uống loại rượu mật ong này rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái quan trọng nhất là em xin nói với các bạn, các anh chị nha, những người đô thị và những người mà vẫn chưa biết cái loại ong này là tưởng là con mối, thì loại ong này là loại ong vỏ vẽ, nó thường là trời mưa với ong đất, là những người mà ra đồng, những người mà không biết, hoặc là những người thành phố mà về quê đi chơi với bạn bè mà ra đồng, hoặc là những cái đất mà trời mưa mà mình ra được bức trái cây là dưới đất nó chui lên, chẳng may đúng cái ổ của nó phụt, nó cứ phụt lên, nó bay lên là chích, chỉ cần một mũi thôi là xỉu luôn tại chỗ. Con trâu á mà bị nó chích loại ong đất này nè, nó chích một phát thôi là lăn quay cu đơ luôn, quay lòng vòng luôn, đột tử luôn, chích thối thịt luôn. Có con trâu mà nó chích cái đùi thịt, mà cái con đùi con trâu sưng húp lên và thúi thịt, sau đó là chết luôn, cắt cái thịt nó đi nó mới sống được. À, nó vì loại nó rất là độc. Thì đây là một loại ong vò vẽ. Thì trời mưa, đầu mùa mưa này nè, trời nắng nóng, đầu mùa mưa xuống, bắt đầu ở dưới lòng đất nó hầm, thì nó lại bay lên, nó bay lung tung, nó đi tìm ổ, nó bị độc ổ, thì nó đi tìm cái nơi nào nó trú ẩn được thì nó đến. Cái loại ong này nó rất là tinh khôn, nó thường đến những cái nơi á an toàn cho nó, ví dụ cái nhà, nó đến nhà nào nhà đó mà ít leo trèo ở trên mái tôn thì nó lại làm tổ trên mái tôn, hoặc nó là đến những nơi đó nó trú ẩn một thời gian khoảng 5 tháng 3 tháng rồi nó bỏ nó đi. Nhưng mà cái loại ong này là nó rất là kinh khủng như vậy, là mà mình động vào nó thì nó tấn công mình dã man, đuổi nó không đi đâu, phải dùng mà loại có những người thợ chuyên đi bắt ong, họ mặc áo giáp áo bằng bọc ni lông á, họ bắt, họ có kỹ năng họ bắt, còn mình đừng có nghịch nó nha. Mình gặp nó mình mà lấy cây đuổi mình, hoặc mình phủ nó đi, hoặc là mình lấy nước mình xịt nó mình chết. Nó tấn công mình tức khắc, nó rất là kinh khủng, mà nó dữ tợn, nó hung tàn lắm. Thì các bạn á mà về quê mà trời mưa nắng như vậy nào, hoặc là buổi tối nó bay vô, những cái côn trùng nó bay vô này cho ánh sáng, nó đi tìm ổ đó nha, gặp nó đừng có đạp nó, lấy chổi đập cho nó chết, lấy cái chổi đập nó, đừng lấy cái chân mình đạp nha, hoặc lấy cái dép mình đập nó cho nó không có bay được, cho nó ngùm củ tỏi nó đi. Chứ cái mặt của nó nào, bây giờ chúng ta xem cái mặt của nó này, có người bảo là ong mặt quỷ đó nha, này cái mặt ăn con quỷ á, nhìn nó kinh, nó giống như người máy á, giống hắc tinh hành tinh á, này cái đuôi nó chích bằng cái đuôi nó nha, nó chích một phát một là té xỉu lăn đồng đó, kinh chưa kia chứ. May sao mà mình đi rửa vừa mới sờ tay vô, ủa nó quạt hên. Cái này nè, hôm qua mấy bữa nay nó bay vào trong đây rất là nhiều con, có người mấy ông kiện tướng cũng bảo là hên đấy, mình đạp lên nó luôn mà hên nó không có chích. Đây xin nói các bác là cẩn thận với các loại ong này, đầu mùa mưa là những cái côn trùng con này nó dưới đất nó chui lên và nó di chuyển ổ, nó bay vào nhà, chỗ nào đèn sáng, nhất là nhà lầu đèn sáng càng cao nó càng bay lên nha.
nhớ đóng cửa, mưa gió đóng cửa, tối bật đèn thì đóng cửa lại, rất là nguy hiểm. Ở thành phố thì mình không biết làm sao, chứ ở quê này là những con trùng này nó bay vô nhà này, nó bay vào mùng giường mình không biết, mình đắp lên cái nó chích một phát một luôn là ngủ củ teo luôn, teo củ tẹo luôn, ngủ củ tỏi luôn nha. À, coi cái thân hình của nó này, này nhìn nó kinh chưa. Cái chân nó bám nó không buông vào đâu, nó bám nữa nè. Rồi, xin thông báo với các bạn, các kiện tướng, các hộ gia đình, nhà có trẻ em nên bảo vệ, đóng cửa kính lại nha, tối đừng mở cửa, nó bay vô khi trời mưa, bật đèn sáng, nó mưa, nếu mà mưa nhiều lần á, nhiều cơn mưa thì không sao, nhưng mà cơn mưa đầu mùa trời đang nắng vậy là mưa xuống là đất nó hầm, nó chui lên, nó đi tìm tổ đó nha. Rồi, em tới đây xin kính chúc mọi người vui vẻ. Đó, em chỉ biết vậy thôi, nguy hiểm thiệt chứ, nó to, nhìn nó như con quái vật. Rồi, một bạn.